còn hiện nay với câu hỏi tiếp theo thì em được xin được dành cho thầy Nguyễn Đình Hiền, Phó trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc ạ. Em muốn học tiếng Trung nhưng lại không còn chương trình chuẩn nữa, còn mức học phí của chương trình chất lượng cao lại khá cao, gia đình em không đủ khả năng trang trải. Liệu có cách nào để em vẫn được theo học trường mình không ạ? Câu hỏi này đến từ bạn Khánh Linh ạ. Xin mời thầy. Cảm ơn câu hỏi của bạn Khánh Linh. Với câu hỏi này thì như chia sẻ của cô Hường là trưởng khoa Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc, thì các bạn đã thấy các chương trình đào tạo chất lượng cao của nhà trường có rất nhiều ưu việt, và mục tiêu cũng như là mong muốn của nhà trường khi mà xây dựng các chương trình này là mang đến cái chất lượng đào tạo tốt nhất cho các em. Về vấn đề học phí thì các bạn cũng đừng lo lắng quá, bởi vì nhà trường thì có cái chính sách học bổng cũng như hỗ trợ các thủ tục để các bạn có thể vay vốn, và nhà trường thì luôn cấp học bổng cho bạn rất là nhiều. Ví dụ như năm học 2019-2020, nhà trường cấp học bổng cho 10% các bạn tham gia cái chương trình chất lượng cao theo thông tư 23. Và nhà trường cũng luôn tìm các cái điều kiện và các cái nguồn hỗ trợ tài chính cho các bạn ở cả trong và ngoài nước. Riêng về cái chương trình ngôn ngữ chất lượng cao theo thông tư 23 thì thầy cũng chia sẻ là hàng năm thì khoa có quan hệ hợp tác với Đại học Văn Tảo của Đài Loan và cử 4 sinh viên sang bên đó học. Năm học 2019-2020 thì khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc đã cử 10 sinh viên sang Đại học Nguyên Trí của Đài Loan học tập với cái học bổng toàn phần, không phải trả học phí. Và hiện tại cũng rất vui mừng là chia sẻ với các em là khoa Trung thì đã ký kết cái thỏa thuận hợp tác với Đại học Vân Nam, và các em được sang bên đó học tập 6 tháng với cái chi phí tương đương như ở Việt Nam, và thậm chí các em còn không phải trả cái tiền ở nữa. Còn đâu cái sinh hoạt phí ở bên Đại học Vân Nam thì cũng tương tự như Hà Nội của mình. Và Đại học Vân Nam là một trong những trường đại học rất tốt của Trung Quốc. Và ngoài ra đấy thì khoa cũng có các quan hệ hợp tác với Trung Quốc đại lục, thì có các cái chương trình giao lưu sinh viên quốc tế với Trung Quốc, thì chính phủ Trung Quốc cũng cấp các cái kinh phí, và khoa thì luôn tạo điều kiện để cho các bạn sinh viên học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn được tham gia và được lĩnh các cái học bổng này. Một cái điểm cuối cùng thì thầy cũng muốn chia sẻ là tất cả các khoa trong trường đều mong muốn các em phát huy hết cái nguồn lực của mình, cái sức mạnh của mình để đạt được cái phần thưởng xứng đáng này.